Hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Manto đây. Tên thì hôm nay mình đang ở trong một cái map trống mọi người à. Từ nãy tới giờ thì mình đã nhặt hơn 100 cây wasabi rồi. Wow. Thì thật sự là cây wasabi này nó khá là hiếm các bạn à. Do là mấy bạn tranh giành khá là nhiều á. Với lại cái số lượng ra nó cũng hơi ít. Thành ra là mình sử dụng một cái map trống. Nói chung là một cái map ẩn á các bạn à. Vô đây nhặt cho nó tiện. Và cũng không giấu gì các bạn thì mình đang ở trong một cái map ẩn nè. Quá tuyệt vời. Và bây giờ Manto đã là đại gia wasabi rồi mọi người ơi. Tôi có hơn 102 cây wasabi. Yeah. Và chiếc video ngày hôm nay mình sẽ chế tạo hết tất cả 7 bát sushi một lần và mãi mãi luôn. Đầu tiên mình sẽ chế tạo trứng sushi trước. Thì cái này là cần wasabi với bột mì. Thì là wasabi mình có dư rồi, nhưng mà mình thiếu bột mì thôi. Để mua thì các bạn chạy vô siêu thị nha. Chỗ này nè, mình sẽ làm một lúc 7 cái trứng sushi luôn, tại vì đây là nguyên liệu cần thiết để chế tạo tất cả các em bé sushi còn lại. Yeah. Và tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng. Còn bây giờ mình sẽ chế tạo theo từng cấp bậc nha các bạn. Bắt đầu là từ xanh lá nè. Đầu tiên là em sushi trứng. Nguyên liệu cần thiết thì là mấy cái quả trứng này nè, mà mấy cái này thì không có mua được trong siêu thị đâu nha. Các bạn phải đi nhặt đó. Mình thì nhặt ở trong map trống rồi, dư quá trời luôn. Mình sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng kim cương. Để coi có đẹp không? Ôi ơi, dễ thương quá dạ. Sushi trứng cuộn mềm mại và hương vị ngọt ngào ỏ, cái cấp xịn dễ thương đó các bạn. Tiếp theo là em sushi bạch tuộc. Và nguyên liệu cần thiết đó là bạch tuộc đá. Thì địa điểm câu là hơi thở của nước. Các bạn chạy ra ngoài biển á, kiếm mấy cái vùng mà đang lấp la lấp lánh này nè. Khi các bạn quăng cần câu ở xuống cái vùng này thì nó sẽ xuất hiện cái chữ đó là hơi thở của nước. Để câu lên được bạch tuộc đá đặc biệt thì các bạn nhớ lọc bóng hai nha. Sau video này các bạn không nên nói mình giàu nha, mình rất là nghèo luôn á, nhưng mà tại vì biết cái sự dễ thương này mình không có chịu được các bạn à. Mình bắt buộc phải tiêu kim cương thôi, nhưng mà nó dễ thương thiệt đúng không? Trời ơi nhìn đi, mặc dù là màu xanh thôi nha mà nó cutie vãi luôn á. Và những em sushi màu xanh lá để chế tạo xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục tới màu xanh dương nha các bạn. Bắt đầu từ em sushi tôm. Nguyên liệu cần thiết cho các em bé này là tôm cho vàng. Thì cái này các bạn chạy ra mấy cái chỗ nào mà có bờ biển á, các bạn đi vòng vòng và nhặt mấy con tôm này là xong. Và tôi đã chế tạo được em bé tôm rồi nè. Yeah, nãy giờ được 3 em rồi nha. Sushi tôm cho những khi thèm mùi vị tươi ngọt ỏ. Nhắc thôi là đã đói bụng rồi. Em bé tiếp theo là sushi lươn. Thì cái này mình cần nguyên liệu là cá chình nha mọi người, nhưng mà là cá chình đặc biệt. Để tìm được cá chình đặc biệt thì các bạn hãy vào hồ nước trong khu camping và kiếm những chỗ đang lấp la lấp lánh này nè. Quăng cần câu xuống thì nó sẽ xuất hiện là địa điểm bí mật nha. OT và tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tại đây các bạn nhớ lọc bóng hai nha. Câu lên một phát thôi là có cá chình đặc biệt liền. Yeah. Và đây là em bé thứ tư của tôi. Yeah. Trời đất ơi, sushi lươn thơm mềm với mùi vị mặn mặn. Ôi nhìn đói bụng quá các bạn, thật sự luôn, nhìn đúng thèm luôn á, nhưng mà ăn không có được mấy mát. Rồi, những em bé xanh dương xong rồi, bây giờ là tới những em bé tím nha. Yeah, sushi trứng cá hồi đầu tiên nha các bạn. Nguyên liệu cần thiết là trứng cá hồi nè. Và để chế tạo được trứng cá hồi, các bạn cần hai nguyên liệu chính, đó là cá hồi đại tây dương và muối. Cá hồi đại tây dương thì sẽ xuất hiện ở tất cả các vùng biển các bạn ra, chủ yếu lọc bóng hai là ok nha. Để mua muối thì các bạn hãy chạy vào siêu thị lớn đằng sau cái quầy bán bột mì luôn á. Và tất cả những nguyên liệu đã sẵn sàng thì chế tạo trứng cá hồi thôi. Yeah. Và đây là sự xuất hiện hoành tráng lệ của em bé sushi trứng cá hồi. Tèn tèn tèn, quá là đỉnh luôn, hương vị béo bùng nổ ngay trong miệng khi cắn. Wow, cũng muốn ăn thử trứng cá hồi lắm mọi người ơi, mà tôi chưa có dịp ăn bao giờ hết á. Và ở vị trí số 6 là em sushi bạch tuộc mù tạt này. Thì cái này cần nguyên liệu chính là bạch tuộc, nhưng lại là bạch tuộc thường nha các bạn. Thì mình hay câu bạch tuộc ở ngay thuyền vàng nè, các bạn câu và nhớ lọc bóng ba nha. Quá tuyệt vời. Tuyệt tình với mọi người là nãy giờ mình dùng hơn 200 cây si để đó, nhưng mà không vì sự nghiệp vĩ đại của em đó mấy bạn nè. Yeah, trời đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá đi. Ở trên đầu có một miếng mù tạt nè các bạn à, đúng là một chấm là say đắm, hai chấm là chắc đắm say luôn á. Và em bé cuối cùng góp mặt trong danh sách này là sushi trứng cá muối các bạn à. Nguyên liệu cần thiết là trứng cá muối nha. Và nguyên liệu để chế tạo trứng cá muối đó là cá tầm nha các bạn. Thì cái này câu ở ngay ao hồ cái khu trung tâm á, không, nói chung là cái kênh ngay khu trung tâm á các bạn à. Tại đây các bạn câu và nhớ lọc bóng 4 nha. Mà cho mình hỏi câu hỏi hơi vô tri tí nha, bộ trứng cá muối nó đang thui hả các bạn à? Mình chưa thấy trứng cá muối bao giờ luôn á, đó giờ chỉ thấy trứng cá hồi thôi à. Ơ mình hết cái giảm thời gian rồi, nãy giờ mình quên đi 40 cây si các bạn à. Ơ đau lòng quá, trời ơi làm cái này đúng tốt cây si luôn á, nãy giờ chắc hơn 300 cây si rồi. Nhưng mà nó đẹp nha, vì đẹp nên được tha thứ nha mọi người. Ồ, sushi trứng cá muối mùi vị mặn mặn và cảm giác hương vị nổi ồ trên đầu lưỡi hả? Ồ cái kia là nãy là gì ta? Tan trong miệng đúng không? Wow, thôi nói chung là ok la nha. Duyệt, mình đã có tất cả những em bé sushi rồi thì mình phải cần một cái gì đó để trưng bày nhìn cho mấy em bé nó ngon miệng. À không, quên lộn, ngon mắt nha các bạn. Và nguyên liệu chính để chế tạo cái thớt này là cá dẹt nha các bạn. Thì con cá này sẽ xuất hiện ở tất cả các vùng biển, nhưng mà mình vẫn hay câu ở thuyền vàng mọi người à. Và để câu được cá dẹt thì các bạn nhớ lọc bóng ba nha. Yeah, chúc các bạn thành công. Mọi người hãy chúc mừng tôi đi, tôi full 7 em bé sushi là mọi người ơi. Đây là bước cuối cùng. Yeah. Đó, các bạn ngắm đi, ngắm cho kỹ đi các bạn à. Quá là thơm ngon vừa miệng luôn. Coi sao mà không bỏ vào miệng được, tức ghê. Và mình đã trưng bày tất cả những em bé sushi của mình ở trong nhà rồi đó. Các bạn nào muốn vô tham quan thì cứ vô đi nha, mình luôn mở cửa. Còn bây giờ thì đừng quên follow Vải Tiêu giúp tôi nha. Và đây là video dài nhất ở trên kênh TikTok của mình luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem tới đây. See ya.